Các bạn ơi, hôm nay mình cùng ra cái đường ruộng này của mình để mình đi chơi đi. Mình nhìn thấy một cái gì kìa. Đây này. Ôi, ai lại vứt rác ở đây này. Ừ. Trông như cái súng ấy nhỉ. Ờ. Cái này là mình... nhãn của cái súng nước đấy. Ờ, thôi mình cắt đi, mình vứt đi. Ô, nhìn này. Hình như ai để quên ở đây này các bạn ơi. Đây cái này. Cái gì này? Cái gì đây? Wow. Ui, các bạn nhìn thấy chưa? Áo ra cái này này. Đúng là rồi. Nhãn của cái này đấy. Đúng rồi, đây là một cái súng nước các bạn ạ. Cái này là cái một cái bắn nước các bạn ơi. Chắc hỏng rồi, người ta vứt đi để đấy. Để mình thử mở ra xem nào. Đây. Xem là mình để gọn ở đây. Đây nhỉ, xong. Cái này dùng như nào đấy? À, nó có một cái bình đựng nước này. Đây này, mình nhìn thấy nước bên trong rồi này. Ui, ui, nó bắn ra nước đấy các bạn ơi. Đâu? Đây này, nhìn đấy. Ui, ui. À, thì ra đây này. Đấy, mình kéo cái này để mình bắn này. Ui, trời ơi, bắn mạnh lắm. Bắn vào tay mình thế nào? Bùm, ui. Wow. Bắn cả tay luôn. Hay nhỉ. Để mình đi thử tìm xem có cái gì hay ho ở đây nữa không. Đâu. Các bạn nhìn xem. Wow, các bạn ơi. Một con rắn nước. Nhìn này. Một con rắn ở trên cây. Một con rắn, sao nó lại bò trên cây này nhỉ? Nhưng mà trông nó có cái gì ấy. Ừ. Để mình thử dùng cái súng nước này mình xịt nước nó xem nhá. Ui, nhìn mồm nó này. Wow. Ui, ui. Ui, nó bắn màu. Nó bắn màu lên các bạn ạ, nhìn này. Ui. Ui. Ui, hay chưa? Wow. Ở lá chuối rồi. Ui. Wow. Các bạn nhìn. Hay chưa? Đây là một con rắn màu cam. Đây là một con rắn màu cam bị nhuốm màu các bạn ạ. Bị nhuốm màu vàng rồi. Wow. Bây giờ mình để đâu nhỉ? Đây mình vứt vào cái xô này của mình. Ừ. Ok, có mình nhìn thấy con gì này các bạn ơi? Con gì đằng sau tán lá? Wow. Wow, một con cua. Wow, thì ra là một con cua. Nhưng sao con cua này trông màu vàng thế? Các bạn ơi. Nè. Wow, ui nó cắp này các bạn ơi. Ui trời ơi. Ui càng sao chưa? Con cua này nó nguy hiểm chưa này? Wow. Wow. Ui ui. Ui ui. Cái này khó lắm, để mình sẽ dùng cái này mình xịt nó các bạn ơi. Bắn đi. Mình sẽ xịt nó nhá. Wow. Wow. Ui, con cua này mình bắn hết được màu của nó đi này. Hay chưa? Nào các bạn xem đây. Các bạn xem nhá. Chạy rồi. Nó trốn rồi. Trốn à, đấy con cua. Sạch rồi các bạn ơi. Ui, con cua này nó cắp ăn. Nó đang sủi bọt này. Ui, nhìn màu nó này. Để mình cắp vào đây đi. Wow. Ui, nó cắp không đau đâu, cứ bắt đi. Ui, con cua này. Ui, nó càng nó to quá nó cứ đòi cắp mình các bạn ạ. Ui. Ui, ui. Đây rồi. Wow. Đây rồi, mình bắt được rồi. Ui dồi ôi, các bạn ơi, con cua này càng to khủng khiếp. Cho vào đây. Mình cho vào đây. Ơ này, mình nhìn thấy con gì này, các bạn có nhìn thấy không? Con gì đấy? Con hươu. Wow. Không phải con hươu cao không? Cổ. Hình như không phải, nhưng sao con này nó trông ghê thế nhỉ? Để mình sẽ dùng cái xịt nước này nhé các bạn nhá. Đây, mình lên đạn làm bật. Rồi, bây giờ sẽ xem đây. Hay quá. Hết nước rồi. Phải không? Bắn tí đấy, hết nước rồi. Ui, sao lại hết nước nhanh thế nhỉ? Để mình thử. À, vẫn còn. Đây rồi. Wow. Ồ, đây là một con ngựa các bạn ơi, chứ không phải là một con hươu. Những con ngựa, ui đấy. Bẩn nha. Con này rồi, tí về mình thôi. Sẽ xịt sau. Đi ra đây xem còn con gì nữa không nè. Còn không? Còn. Đâu? Đây này. Đâu? Trên cây chuối này nó có cái quả gì các bạn ơi? Các bạn nhìn thấy không? Đây là quả chuối, chuối non. Để mình thử xịt xem quả chuối này ra xem nhá. Wow, yêu, bắn đầy màu vào người mình rồi các bạn ơi. Đây không phải là quả chuối đâu các bạn ạ. Nó là cái gì? Ờ. Đây bên này vẫn còn này. Wow. Các bạn ơi, ui. Đây là cái gì? Mình thử cầm xuống xem nào. Cầm xuống đây xem. Đây trông như kẹo ấy. Ờ, kẹo các bạn ơi. Kẹo gì đấy? Kẹo này chưa bóc luôn, để mình bóc ra xem nào. Ôi tay mình bẩn quá. Ôi kẹo này dính màu phí lắm. Kẹo này kẹo ngon đấy các bạn ơi. Kẹo mút đấy. Wow. Hay là thôi mình không bóc nữa. Ừ, thôi về nhà mình. À đây, mình bóc được ra rồi. Ôi nó bị nhuốm màu xanh rồi, nhưng mà hy vọng là bên trong kẹo sẽ không sao các bạn ơi. Các bạn cùng xem nhá, xem bên trong kẹo có bị dính màu không. Nếu mà dính màu thì mình không ăn được đâu. Chặt quá, à, đây rồi. Đây. Ui. Có dính màu không? Để mình xem nào. Wow. Dính màu không? Bị dính màu rồi các bạn ơi. Chưa dính màu. Chỉ dính vỏ thôi. Ừ. Wow. Một cái kẹo mút màu nó dính đến đây rồi. Nhưng mà nó chưa dính vào kẹo các bạn ạ. Để mình ăn nhá. Xem vị gì?
Vị gì đấy? Vị nhân sâm à? Vị nhân sâm. Đúng rồi. Thôi mình cắt đi để mình tí mình ăn sau các bạn ạ. Nhìn này. Rồi, bây giờ mình sẽ xịt con này. Đấy, đây là một con gì ấy? Hay chưa? Ui, con này bị bẩn hết rồi. Đấy. Rồi. Con này là con ui, hai con này lắc được đấy. Con này nó lắc rồi. Lắc hai nhà. Hay nhỉ, mình vứt ở đây. Để tìm tiếp xem ở đây có con gì nữa không. Ồ, đây này. Đây. Ồ, đây này. Ừ, có con gì này. Con gì này? Màu đỏ. Ui, một con cua hay sao ấy? Sao con cua này lại màu đỏ nhỉ? Con cua màu đỏ hay chưa? Và nó đang sùi bọt một từ mồm ra này các bạn ơi. Đâu? Đấy. Mình không nhìn thấy gì cả. Dạ, để mình xịt cho nó đi. Con này càng to nhỉ, nhìn này, càng to chưa? Ê, nó đang chạy đấy, đang chạy này. Con cua này to quá các bạn ạ. Ui, đang chạy dưới nước này, đang chạy trốn đấy. Đây, để mình bắt nó đi. Ui, càng nó to lắm này. Wow, con cua này sao lại màu đỏ thế nhỉ? Hay để mình cho nó xịt cho nó đang chạy ấy. Wow. Các bạn ơi, nó ui. Đây rồi. Wow. Một con cua to chưa? Ôi, nó vẫn còn đấy. Nhưng mà mình hết đấy rồi. Đi, để mình cho vào đây. Cái gì đây? Có cái gì nữa này? Cái này trông lạ thế nhỉ? Cái này... Cái này là cái gì ấy? Như cái bơm bóng ấy. Ờ, eo ơi. Trông nó dính cả đầy cái gì vào eo ghê quá. Bẩn nha. Ừ. Để mình xịt nhá. Ừ. Ui. Wow, nó có màu xanh. Nó có màu xanh nước biển. Màu xanh dương. Đúng rồi. Xanh ra trời. Wow. Nó xịt chả bón luôn các bạn ạ. Ui. Đây rồi. Nó có cả mắt này, eo ơi, ghê quá. Đây là con gì ấy, chứ không phải. Hình như con này bóng đâu. Cũng xịt từng nước hay sao ấy, để mình thử xem xem. Wow. Có gì không? Ui. Wow. Ui. Wow. Wow. Ui, hay chưa? Wow. Bắn xa chưa? Bắn xa chưa các bạn ơi? Hay quá, để mình dùng cái này mình xịt chứ cái súng kia của mình nó yếu quá rồi. Đi thôi. Wow, ui tay mình. Bẩn chưa? Ghê quá các bạn ơi. Ở đây này, mình nhìn thấy cái gì này? Ừ. Con gì này? Con gì đang trèo trên đây đây? Trông nó màu vàng đúng không? Con này màu vàng đúng không các bạn? Để mình xịt nhá. Wow. Bẩn quá. Bẩn quá nhỉ? Hút nước. Hút. Bắn. Thôi, không chạy được đâu. Mình nhặt thôi. Eo. Để mình hút tiếp. Lên đây hút nước đi. Đây mình sẽ hút nước ở đây các bạn ơi. Wow. Rồi. Đây mồm nó đây này. Ui nhiều thế. Wow, sao nhiều đấy các bạn nhỉ? Wow. Rất nhiều thứ luôn các bạn ơi. Mình sẽ đoán nha. Bây giờ để đoán từng con. Đây là con gà đúng không? Đây là con bò. Thế còn đây là con gì? Đây là con hiêu. Không, à, không phải. Con này là con vịt. Con chim hay sao ấy? Con chim hay con vịt? Con vịt. Nhìn người nó trông giống con vịt lắm. Ừ thế còn con này này. Ui con này là con tôm hùm mình hay ăn này. Ừ để mình để các bạn ơi, để mình xịt vào đây nhá, để xem nào có đúng không nhá. Ui. Wow. Nhưng mà xịt thế này thì nhiều quá. Bây giờ mình sẽ cầm nhặt về mình đi. Mình nhặt hết vào giỏ của mình. Wow. Nhiều quá các bạn ơi. Đây. Nhiều quá. Để mình về mình dùng vòi mình xịt đi. Đúng rồi, bẩn quá, bao nhiêu đồ luôn. Rồi. Bây giờ mình sẽ dùng cái vòi xịt này để mình xịt hết các con vật này các bạn ạ. Các bạn xem nhé. Đấy. Thì nó mới phải được chứ cái kia của mình. Cái súng kia mình dầm lắm, mình nhặt cái súng này sẽ bắn được. Người ta súng hỏng nên người ta vứt đi các bạn ạ. Eo ơi, nhìn này. Nhìn này, bao nhiêu nước chảy này. Nước chảy màu ra này. Đấy, các bạn nhìn chưa? Sạch bong luôn các bạn ạ. Hay chưa? Ừ. Bây giờ mình làm mẻ khác nhá. Đây, mình sẽ đổ lốt cái chỗ này vào. Vào ơi. Đây, cả quả xoài nữa này. Ờ, một quả xoài ngon thế mà. Đây, ui, có cả con cua các bạn ạ. Ô, cẩn thận. Chết cua đấy. Mình xem nào, con cua nào. Đừng cắp mình nhé, cua nhá. Ui. Wow, đây. Ui, con cua này nó dương càng các bạn ơi. Hay cứ xịt đi cho sạch. Úi giời. Úi giời. Nó cắp mình các bạn ạ, nhưng mà không thể nhanh được mình. Úi giời. Ui. Wow, wow. Cái con này, nó máu chiến quá các bạn ơi. Đây mình bắt con này trước. Này. Trốn đi đâu. Đang dơ càng lên cắp này. Úi à. Úi. Nó nhanh lắm. Đây. Con này rất là độc ác. Mình xịt cho sạch mà nó lại không thích.
Đây, cá voi này vẫn bẩn này. Mình sẽ nhặt hết vào đây để em mình xịt. Cá voi vào. Các bạn nhìn nhá. Sạch rồi các bạn ơi.